10 năm 2013, đó là những ngày tháng dữ dội. Con tôi gọi điện từ Manchester, Anh Quốc về nhà lúc 2 giờ sáng. Trong khi đó thì tôi đang đi công tác ở Cao Bằng, cực bắc của đất nước. Cháu nói rằng là con đang ở tầng cao nhất của ký túc xá và chuẩn bị nhảy xuống. Mẹ ơi, con khổ tới mức không thể tiếp tục chịu đựng được nữa và con xin lỗi bố mẹ. Bạn ấy nức nở. Tôi đã thức cả đêm hôm đó và để nói chuyện với cháu, và cháu đã ở lại với chúng tôi. Cháu đã trở về nhà bảo lưu năm đầu tiên của thời sinh viên, đáng lẽ ra phải rất là sôi động và nhiều khám phá. Và chúng tôi thì đã thở phào khi đón được cháu trở về nhà. Tuy nhiên, những ngày tháng khó khăn, những ngày tháng mà cháu phải nằm bệnh viện, tự nhốt mình trong phòng, tự làm đau mình, phải nghỉ học hàng năm trời mới chỉ bắt đầu mà thôi. Trầm cảm là một căn bệnh mà nếu ai chưa tự mình trải qua thì sẽ khó thấu hiểu và sẽ khó để mà thông cảm được. Nó không giống các cái bệnh thực thể khác khi mà bạn có thể đau đớn về thể chất, nhưng bạn sáng suốt về tinh thần, bạn biết mình cần phải đi khám ở đâu, uống bao nhiêu thuốc sẽ khỏi, có cần phải nhập viện hay mổ xẻ gì không, cần phải báo tin cho ai và ai có thể giúp đỡ bạn. Nhưng trầm cảm và các bệnh tâm trí khác thì không giống như vậy. Chúng đánh thẳng vào bộ não của chúng ta, chúng đánh thẳng vào bộ tổng chỉ huy. Chúng có thể khiến bạn đau đầu, mệt mỏi về thể chất, nhưng chúng còn khiến cho bạn mất hết sự sáng suốt, khiến cho các thông tin bạn nhận được bị sai lệch đi. Và mặc dù bạn đang an toàn, bạn đang được chăm sóc, chúng vẫn bật những cái tín hiệu lo âu, sợ hãi, chán nản, tuyệt vọng và kéo dài. Và những cái tín hiệu tiêu cực, chán nản, tuyệt vọng, kéo dài đó có thể lây lan qua cử chỉ, qua hành vi và tới mỗi người trong gia đình. Chúng làm cho chúng tôi, tất cả các thành viên trong gia đình khổ sở từng giây, từng phút. Nhưng câu chuyện mà tôi muốn kể với bạn không phải về con trai tôi, mà về chính bản thân mình, về chồng tôi, về tất cả các thành viên trong gia đình, những người đã cùng chăm sóc cháu. Đó là câu chuyện về chính tôi, về chúng tôi, về cách chúng tôi đã vượt qua căng thẳng bằng cách nào, tự chăm sóc bản thân ra sao để có thể cùng chăm sóc con. Và một mặt khác là chúng tôi cũng đã hưởng lợi gì trong quá trình chăm sóc đó. Các bạn yêu quý, trong hội trường hôm nay chắc có rất nhiều bạn đã từng chăm sóc bố mẹ, ông bà, anh chị hoặc là con mình. Không nhất thiết là họ mắc bệnh về tinh thần hay là thể chất. Như là chúng ta đều biết, hiện nay căn bệnh mà đang đe dọa chúng ta nhiều nhất, gần như cả thế giới đang phải chịu áp lực rất lớn từ căn bệnh đó, là đại dịch Covid-19. Và đại dịch đã trực tiếp hoặc là gián tiếp gây ra cái chết cho khoảng 5 triệu người. Và từ đó thì có khả năng chúng gây sang chấn cho 5 triệu gia đình. Nhưng điều có lẽ là tệ hại nhất là chúng đã gây ra cho con người nhu cầu bắt buộc phải cách ly, bắt buộc loài người phải hạn chế tính xã hội của mình, làm tổn thương chúng ta. Tất cả chúng ta phải thay đổi thói quen sống, thói quen sinh hoạt, thói quen làm việc. Và chúng ta sẽ không thể tưởng tượng được là tại sao một mảnh ký sinh vô cùng siêu nhỏ không có khả năng tự phát triển, không có khả năng tự sinh sản độc lập, mà phải sống nhờ vào vật chủ, là sống nhờ vào con người, mà chúng lại có thể làm tổn thương cả loài người sâu sắc đến như vậy. Tuy nhiên, Covid cũng làm tăng thêm nguy cơ và cũng làm nặng thêm những cái căn bệnh tâm trí, mà trong số đó là mắc bệnh trầm cảm. May mắn thay là theo nghiên cứu thì có khoảng 80% những người mắc Covid sẽ có dấu hiệu nhẹ hoặc là không có dấu hiệu. Thậm chí là những người bị mắc bệnh nặng hơn cũng có thể khỏi bệnh trong vòng khoảng một vài tuần tới một vài tháng. Tuy nhiên, tình hình sẽ hoàn toàn khác nếu người thân của bạn mắc phải trầm cảm. Thời gian khỏi bệnh thì sẽ không tính bằng ngày, không tính bằng tuần, thậm chí không tính bằng tháng, không tính bằng năm, mà tính bằng nhiều năm, thậm chí hàng chục năm.
Thường thì tôi luôn luôn muốn cố gắng thuyết phục những người cha, người mẹ, người ông, bà, anh chị đưa con em mình, con cháu mình tới tham vấn về trầm cảm, rằng người thân của họ đang được họ chăm sóc, và người thiếu hụt sự chăm sóc ở đây chính là bản thân họ, chính là bản thân những người đang đi chăm sóc, đang thiếu hụt sự chăm sóc, đang chịu đựng sự căng thẳng. Và sự căng thẳng kéo dài ấy nó sẽ có tác động hai chiều. Có người mẹ nói với tôi ở buổi tham vấn thứ hai rằng chị đã ở lại bồn tắm lâu hơn 5 phút để cảm giác nước ấm xối rửa đi những cái lo âu, những cái căng thẳng. Và chị trước đây thì chị luôn luôn lo lắng, hấp tấp, vội vàng, cuống cuồng với đi làm, về đi chợ, rồi tranh thủ sắp xếp những cái công việc để tận dụng từng giây từng phút cho con mình. Thậm chí chị luôn cảm thấy tội lỗi nếu mà dành ra 10-15 phút để uống một cốc trà với cô bạn, vì đã có cảm giác như mình đang ăn bớt vào thời gian của con để lo cho chính bản thân mình. Những người thân đó, những người ông, bà, anh chị, bố mẹ thường là cố gắng thuyết phục tôi rằng họ không thể có thời gian để lo cho họ, họ không có thời gian để chăm sóc chính mình, bởi vì họ không nỡ bỏ con em họ một mình cô đơn. Và tôi thì ngược lại, luôn tìm cách phân tích với họ rằng khi họ căng thẳng thì họ sẽ nhân đôi cái căng thẳng cho người thân của họ, mà trầm cảm thì đã tạo ra những cái cảm tâm trạng và những cảm xúc hết sức tiêu cực, chúng cần phải triệt tiêu đi chứ không phải nhân lên. Vậy cho nên nếu chúng ta mà đang căng thẳng thì làm thế nào để chúng ta có thể triệt tiêu căng thẳng của người thân của mình được? Mong muốn ở thêm bên con vài phút là rất chính đáng, nhưng mong muốn ấy thì liệu có hiệu quả hay không khi mà bản thân chúng ta rất là mệt mỏi, khi mà chúng ta rất là căng thẳng? Nếu mà chúng ta dành ra 15 phút để uống cốc nước với bạn, nhưng chúng ta có thêm năng lượng tích cực, hoặc là cái việc ở lại thêm dưới vòi nước ấm 5 phút sẽ giúp chúng ta thư giãn hơn, bình tâm hơn, thì 20 phút ấy chính là cùng với sự thư giãn của bản thân, người chăm sóc, chính là sự trợ giúp đáng kể đối với người thân của họ, có thể mang lại những giờ phút thư giãn cho cả hai người, cho cả người chăm sóc và người được chăm sóc. Chính sự khỏe khoắn bình an của cha mẹ sẽ giúp cho người bệnh được hưởng lợi ít nhiều. Ví dụ như họ có thể quyết định bắt đầu chia sẻ cảm xúc của mình, họ có thể quyết định bắt đầu nói chuyện, bắt đầu đề nghị được giúp đỡ khi mà họ cảm thấy bố mẹ mình, anh chị mình đã bình an hơn và thư thái hơn. Ngược lại, nếu họ cảm thấy người chăm sóc mình lo lắng hay vội vã, họ có thể bị ức chế và sẽ chưa quyết định, sẽ chia sẻ, chưa quyết định nói chuyện. Có một vài người chồng khi có vợ trầm cảm sau sinh nhắn tin hỏi tôi rằng tôi phải làm gì khi vợ tôi đóng cửa phòng và không muốn gặp người thân. Câu trả lời của tôi luôn là anh hãy dành cái thời gian đó cho bản thân mình, hãy chăm sóc cho con và cho bản thân thật tốt. Và nếu anh vẫn còn rất là lo lắng thì hãy ở đó để vợ có thể tìm thấy anh bất cứ lúc nào, để anh có thể trợ giúp, sẵn sàng lắng nghe khi cô ấy muốn. Nếu chúng ta mà không thể thư giãn một đôi chút, chúng ta không thể có thời gian dành cho bản thân mình và chúng ta luôn luôn lo lắng, thì chính chúng ta đang rơi vào những cơn trầm uất hay lo âu kéo dài, và điều đó phải hết sức cảnh giác. Những người chăm sóc, những người thân mắc bệnh trầm cảm thường luôn luôn cố gắng, rất cố gắng. Họ luôn luôn nỗ lực mỗi ngày thêm một chút, thêm một chút. Hãy tưởng tượng chúng ta đi chợ và với hai túi xách nặng rau và thịt cá, nhưng chúng ta còn muốn mua thêm vài cân gạo, mua thêm vài chai nước giặt, hay là vài cân đường, thậm chí mua thêm bó hoa hay là nải chuối xanh về để thắp hương ngày rằm mùng 1.
thì rồi sẽ đến lúc mà lưng chúng ta bỗng nhiên khục xuống, một đốt sống, một đĩa đệm của đốt sống nào đó sẽ rời khỏi vị trí, và lúc đó chúng ta chỉ có thể gọi cấp cứu, phải đến bác sĩ và cần sự can thiệp bằng phẫu thuật, thường là sẽ để lại di chứng cả đời. Vậy thì để tránh chấn thương, để tránh tất cả những gì bất ngờ có thể xảy ra, chúng ta hãy về nhà cất những túi thịt cá đã mua đủ và có thể trở lại siêu thị để mua những đồ khác vào một lần sau. Chúng ta hãy thư giãn ngay và luôn, ngay lập tức những khi mà chúng ta có thể. Có một bà mẹ ở Huế dẫn con ra Hà Nội để gặp tôi vào một tối muộn ngày thứ bảy. Tôi đã cố gắng thuyết phục chị ấy rằng phải chăm sóc bản thân mình nhiều hơn. Và mỗi lần chị ấy nhắn tin hỏi tôi rằng chị ấy phải làm gì, nên làm gì khi con chị ấy từ chối nói chuyện, từ chối giao tiếp với bố mẹ và đòi ở một mình, thì tôi luôn luôn trả lời chị ấy rằng ít nhất chị ấy hãy ngồi xuống, hãy tĩnh tâm, có thể tập thở, dù chỉ buông bỏ suy nghĩ trong một vài phút, buông bỏ lo âu, lo lắng trong một vài giây cũng đã là rất tốt rồi. Và nếu chị ấy có thể bình tâm hơn, đỡ lo lắng hơn, và chị ấy có thể đi dạo, chơi một vài phút, thì đó là rất là tốt. Và thậm chí có thể dành vài tiếng đồng hồ để đi dạo ngoài bãi biển. Và các bạn có biết không, cùng với sự chăm sóc sức khỏe cho cả mẹ và con ấy, thì con gái chị ấy đã vượt qua được những thời gian khó khăn nhất của bạn ấy. Bạn ấy đã trở lại đi học, bạn ấy đã tốt nghiệp được lớp 12 với kết quả rất là cao. Và trước đây thì bạn ấy có bàn với mẹ rằng sẽ lấy một năm gap year, một năm để đi làm từ thiện, chưa đi học vội. Tuy nhiên là bạn ấy cảm thấy mình đã đủ sức khỏe, và bạn ấy đã trở lại với việc học tập. Năm nay bạn ấy đã đăng ký và vào học của trường Đại học Sư phạm Huế. Trong những ngày làn sóng Covid thứ tư vừa qua nhấn chìm thành phố Hồ Chí Minh vào trong sự lo âu và có phần hoang loạn, mỗi ngày chúng ta có hàng ngàn, năm ngàn, sáu ngàn bệnh nhân mới, rồi các bệnh nhân tử vong lên tới con số hàng trăm. Chúng tôi, mạng lưới thầy thuốc đồng hành, đã cùng tham gia chăm sóc bệnh nhân mắc Covid phải tự cách ly ở nhà hoặc là trong các khu cách ly mà không có y tế theo dõi. Chúng tôi, nhiệm vụ của chúng tôi là động viên, hướng dẫn họ hàng ngày và thăm hỏi để kịp thời phát hiện ra những ca bệnh trở nặng để chuyển cấp cứu bệnh viện. Thì trong số khoảng 500 ca bệnh mà tôi được phân công theo dõi, có những ca bệnh có những hoàn cảnh hết sức đặc biệt. Họ là những người mẹ phải bản thân mắc Covid nhưng chăm sóc cho các con, chăm sóc cho cả gia đình mắc Covid. Có những gia đình hơn 10 thành viên đều mắc Covid. Có những bạn thì đã xét nghiệm âm tính về Covid nhưng mà các buổi chiều vẫn lên những cơn hoảng sợ không có lý do. Ở cách xa họ hàng ngàn cây số, tôi kiên nhẫn nhắc nhở họ hàng ngày uống nước ấm, sát khuẩn họng bằng nước muối sinh lý, đeo khẩu trang và nhất thiết phải chăm sóc sức khỏe cho mình, phải ăn uống đủ chất, chăm sóc giấc ngủ của mình, nghỉ ngơi tất cả mọi lúc có thể, tập thể dục, tập hít thở sâu, có thể massage đầu, massage gan bàn chân và thư giãn mọi lúc, mọi nơi có thể. Vậy thì theo các bạn, chăm sóc bản thân như vậy có khó lắm không? Có bạn nào thấy những cái câu chuyện tôi vừa kể giống như những gì các bạn đã suy nghĩ, đã lo sợ và đã trải qua hay không? Những gì mà tôi đã đưa ra lời khuyên cho các ông bố, bà mẹ và các ông chồng có khó làm lắm không? Có lẽ là cũng không khó lắm, đúng không ạ? Nhưng thật ra cũng chẳng dễ dàng gì. Chúng ta chỉ có thể làm được những điều đó khi chúng ta thay đổi nhận thức của mình. Chúng ta sẽ không thể làm được nếu lúc nào cũng thường xuyên lo âu, sợ hãi về người thân của mình. Trở lại với câu chuyện của bản thân tôi, từ lúc mà con tôi nhập viện, bầu trời trên đầu chúng tôi gần như là sụp xuống và vợ chồng chúng tôi rơi thẳng xuống tầng cuối cùng của địa ngục. Nhưng
đến nay thì mặt đất đã trở lại bình an, và từ cái cảm giác tủi thân ứa nước mắt mỗi khi chúng tôi ra đường và nhìn thấy những đứa trẻ ríu rít bên cha mẹ chúng, thì bây giờ chúng tôi đã được nắm tay của con mình khi đi trên đường, được cháu chăm sóc khi mà chúng tôi ốm đau hay cảm cúm, và chúng tôi cảm nhận rất là rõ tình yêu thương của con dành cho chúng tôi. Và bài học chúng tôi rút ra suốt 8 năm bên con là trước hết phải tự giúp bản thân mình, khi phải tự chăm sóc bản thân mình, vì khi chúng ta khỏe thì chúng ta mới có thể chăm sóc tốt cho người khác, chúng ta không khỏe chúng ta sẽ không thể chăm sóc cho ai được cả, và chúng ta không thể cho người khác cái gì mà chúng ta không có. Cho nên chính chúng ta không khỏe, chính chúng ta không đủ an vui, chính chúng ta không tự tin, chúng ta sẽ không bao giờ cho người thân của chúng ta sự an vui, sự khỏe mạnh và sự tự tin được. Chúng ta không hạnh phúc, chúng ta sẽ không bao giờ có thể giúp ai hạnh phúc được đâu. Vậy tôi đã làm gì suốt 8 năm đằng đẵng chiến đấu với căn bệnh trầm cảm của con? Tôi đã tập thở, tôi tập yoga, tập thiền, và tôi đã chọn cho mình một môn thể thao phù hợp với sở thích của tôi là bơi lội để tập hàng ngày, dù là mùa đông hay mùa hè. Tôi cố gắng ăn uống đủ chất, uống thêm dầu cá, theo dõi cân nặng, theo dõi giấc ngủ và đảm bảo ngủ đủ giấc, ngủ đủ sâu. Tôi cũng đọc kinh hàng ngày vì thấy việc đọc kinh giúp cho tôi bình tâm và tin tưởng hơn vào tương lai. Tôi đọc sách, tìm đọc tất cả các tài liệu cần thiết về căn bệnh mà con tôi mắc phải. Tôi tìm những khoảng thời gian cho riêng mình. Tôi đi leo núi, học ngoại ngữ, học vẽ. Và tôi đã trở thành một con người hoàn toàn khác sau 8 năm cùng với việc khỏi bệnh của con. Tôi cũng trở nên hạnh phúc hơn, trở nên bình an hơn và trở nên có nhiều nghị lực hơn. Tôi đã viết được 2 cuốn sách về căn bệnh trầm cảm và sẽ tiếp tục viết nữa. Tôi trở lại hành nghề tham vấn và nghiên cứu và giảng dạy tâm lý học như là chuyên môn tôi được đào tạo. Tôi mong muốn giúp được nhiều gia đình lấy lại niềm vui cùng sự bình an để cùng con em họ vượt qua căn bệnh trầm cảm. Có thể nói, tất cả chúng ta ai cũng cần được chăm sóc. Tất cả chúng ta, không trừ một ai, nhất định phải được chăm sóc đúng cách và đúng lúc. Tôi cầu mong cho tất cả chúng ta đều mạnh khỏe. Xin cảm ơn.